Xin chào Yêu Bình, xin chào tất cả các anh chị em. Em tên là Nguyễn Thị Mai Trinh, sinh năm 1971. Hôm nay em tham dự chương trình Các Mắt Yêu Thương của Sống Mỹ. Ước mong được sự ủng hộ em mọi người. Em xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Rồi, em chào chị nha. Chị chào chú Bình. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Chào chị Dung Quỳnh. À, chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Em xin chào chị Dung Quỳnh, xin chào tất cả các anh chị em. Em tên là Nguyễn Thị Mai Trinh. Em sinh năm 1971. Em ở quận Bình Thạnh, ở Sài Gòn. Hiện tại là chị đang làm công việc gì? Em đang làm nhân viên văn phòng. Chị làm công việc đó được bao lâu rồi chị? 20 mấy năm mà. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị chưa có gia đình. Chưa từng lập gia đình nhưng mà chị chắc chị cũng có phải có người yêu hả? Hồi lúc trước có quen mà không có hợp, xong rồi thôi. Quen lần rồi thôi. Sợ. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Với lại thẳng tính đó. Hiền lành, thật thà, thẳng tính ha. Dạ, còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm là nhút nhát. Sợ xuất hiện trước đám đông. Nên là muốn tham xem chương trình này mấy lần rồi, muốn đăng ký tham gia mà cứ sợ. Có bao lâu rồi chị? cũng ba lần rồi đó, cũng ba lần rồi đó mà. tính đăng ký mà cứ sợ, cứ im luôn, cứ hỏi xong cái im luôn. Ba lần là cũng chưa lâu đâu nha. Bên chương trình của em rất là nhiều video nên phải coi thật là lâu, lật thật là nhiều để chọn cái người phù hợp với mình nha. Sau video này nếu mà anh nào thích chị, những anh đó thì ảnh cũng coi video giống như chị đó, anh nào thích đó, thì cứ gửi tin nhắn qua cho em nói ồ anh mua thích cô số mấy đó, rồi muốn làm quen cô ấy thì bên chương trình cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị. Rồi chị coi video cũng giống như mấy anh đó vậy thôi. Nếu mà chị thích anh nào cũng gửi qua bên chương trình thế, rồi chương trình cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh đó ấy ha. Cho nên đó là các bạn đăng ký chương trình đó phải xem video để chọn người phù hợp với mình nha. Rồi khuyết điểm nhút nhát như vậy á, cho nên tới nay chưa lập gia đình đó hả? Đúng rồi. Chị rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Người đó thì biết thương mình, có trách nhiệm, biết lo cho gia đình, vậy thôi. Rồi nếu mà chị có nghĩ người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì khoảng lớn hơn chị khoảng chừng mấy tuổi. Rồi nếu anh đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Hút thuốc uống rượu thì thỉnh thoảng cũng được, mà biết lo cho gia đình là được rồi. Rồi gia đình chị có được mấy anh chị em? Có ba chị em, một bà chị có chồng rồi ở riêng, còn nhỏ em cũng chưa có chồng. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Không có. Cha mẹ của chị còn đầy đủ không? Cha mẹ còn đầy đủ, đang ở chung với cha mẹ. Chị rồi những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Thì rảnh, thường thường là rảnh ngày chủ nhật. Thường thường thì những công việc thì dành ngày qua ngày chủ nhật để làm, dọn dẹp đồ, giặt giũ rồi đó. Thì giờ qua chủ nhật làm thì thời gian rảnh thì thỉnh thoảng đi uống cà phê với mấy đứa bạn. Rồi nếu mà sở thích của chị là thích trồng cây, trồng cây kiểng á. Chỗ chị có chỗ trồng để trồng không? Ở thành phố em thấy là
đất rất là hiếm mà. Nhỏ lắm, chật lắm, trồng mấy chậu kiểng nhỏ nhỏ thôi, trồng mấy chậu xây đá mà mấy cái chậu nhỏ nhỏ thì được, treo rồi đó, treo lên rồi được. Rồi chị thích một anh làm quen với mình á, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chắc là hoạt bát mới mới quen được á, tại vì mình đã trầm tính ít nói rồi. Mình trầm tính ít nói rồi mà sợ một người mà ít nói nữa thì chắc khó mà, khó làm quen được á. Chị rồi mối tình của chị hồi đó thì chị được mấy mối tình? Một rồi. Quen lâu nhất là được bao lâu? Được 2 năm. Thì cũng lâu quá ha. Nhưng mà tại sao hai người không đến được với nhau chị? Tại vì anh đó, má anh nói là hai đứa không có hợp tuổi. Anh nói là con một cho nên là má anh khó, nói là không có hợp tuổi rồi về rồi rồi ảnh bị chết gì đó tù lắm á. Cho đó thôi được hai người chia tay luôn. Chị rồi thí dụ có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Có chứ, lãng mạn thì ai cũng thích. Bây giờ chị đi làm từ mấy giờ tới mấy giờ? À từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị làm văn phòng, chị làm kế toán hả? À, chị làm về hành chính nhân sự. Của nhà nước hay là của tư nhân? Tư nhân. Ở đó giờ chị có bao giờ đi ra nước ngoài du lịch không? Chưa. Rồi, chị có biết nấu ăn không? Có. Mỗi ngày chị đâu có cần phải nấu ăn hả? Mẹ chị nấu hả? À, mỗi ngày thì má nấu, còn chủ nhật thì chị hay nấu món này món kia á. Thì mỗi ngày mình ăn cơm rồi, còn chủ nhật thì ăn món này món kia. Ủa, chị không ăn cơm. Chị hai chị lập gia đình chưa? Chị lớn thì lập gia đình rồi, ở riêng rồi. Chị chưa từng lập gia đình lần nào á. Hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì như hồi nãy chị có nói là một người thứ nhất là thương mình, xong rồi có trách nhiệm, rồi lo biết lo cho gia đình. Ngoại hình của anh ấy đối với chị có quan trọng không? Sao ạ? Ngoại hình của anh ấy đối với chị có quan trọng không? Ngoại hình thì cũng không quan trọng. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Cao 1m53, nặng 51kg. Chị có nghĩ là anh bạn của chị cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Cao hơn là được rồi. Bây giờ chị chưa lập gia đình thì thời gian của chị rất là thoải mái. Chị có sở thích cà phê với bạn bè karaoke gì không? Có chứ, có nhóm bạn học chị hồi xưa đó thì hay tụ lại đi cà phê, đi chơi, đi chụp hình cuối tuần đó hả? Đúng rồi. Vui quá, quên mất lấy chồng luôn phải không? Đúng rồi, thế tụ lại là cứ nói chuyện hồi xưa hồi đi học rồi đi rủ nhau đi chụp hình, đi chơi rồi. Bây giờ gia đình của chị chắc cũng khó chị đi lấy chồng đúng hả? Riết là hết hối rồi. Mẹ chị, ba mẹ chị có nói vậy không? Không, không có nói. Dạ. Cha mẹ của chị có, khi chị nói là chị lên video như thế này, cha mẹ của chị có ý kiến gì không? Không, ba má chị thì lớn tuổi rồi, không có quan tâm đến mấy cái chuyện này nữa. Chị này à, với công việc hiện tại của chị á, chị vừa ý chưa, nếu mà trong tương lai có cơ hội á, chị có muốn thay đổi công việc hoặc là phát triển công việc của mình hơn không? Có chứ, có, chị muốn, tại vì giờ chị học chuyên ngành này nên là từ xưa giờ là chị làm việc này không à.
Nếu mà có cơ hội phát triển thì chị cũng muốn. Nếu mà có cơ hội chị thích làm việc gì? Thì trước giờ chị làm về hành chính nhân sự, nếu mà có cơ hội thì làm về những việc khác chẳng hạn như là về xuất nhập khẩu, về kế toán. Chị coi video của em như thế rồi, chị có cảm thấy mến được anh nào trên kênh của em không? Chưa có coi nhiều, tại vì mới coi là mấy bạn nữ không mà, để mình học cách để mình lời phỏng vấn thôi, chứ chưa coi mấy anh. chị coi video của em hay ai giới thiệu vậy? Không có ai giới thiệu, coi trên Facebook á, thấy trên Facebook. Không ai giới thiệu, tự chị xem á. Đúng rồi, tự xem. Tôi cố gắng xem nhiều lên ha, rồi xong rồi phải thấy người nào phù hợp với mình nữa, coi cho coi người nào hợp phù hợp với mình hay không. Ở bên YouTube nó có nhiều hơn nha chị, nhiều hơn Facebook rất là nhiều nha. Chị có qua bên Facebook ở YouTube coi không? Có coi YouTube. Bên cạnh đó là chương trình của em có một cái group chat cho những người mà không muốn lên YouTube, họ vô đó có thể là họ chat trực tiếp với nhau, họ nói chuyện trực tiếp với nhau ở trong group chat đó luôn. À, không cần phải thông qua chương trình, cái đó là chương trình của hội viên đặc biệt á. Nếu mà chị muốn đăng ký thì chương trình sẽ gửi cái menu cho chị coi ha. Cái đăng ký đó thì mình đăng ký như thế nào? Đăng ký đó là đăng ký khác, chị bên chương trình sẽ gửi menu cho chị coi. Do đó thì có những người ngại họ không lên video, rồi có những người trong video thì họ cũng có trong đó. Thì anh chị có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày, làm quen kết bạn trực tiếp trong đó luôn, thì ở trong đó thì nó dễ hơn, nó gần hơn là ở làm video như thế này. Và chưa có từng kết hôn rồi không có con nữa, thì những ngày lễ Tết thì chị sẽ làm công việc gì? Lễ Tết thì chị là làm việc dọn dẹp ở nhà, chị làm ở nhà dọn dẹp nhà. Những ngày lễ Tết thì ở công ty chị cũng rất là bận lắm, tại vì làm về nhân sự mà, nhân sự cũng rất bận lắm, rồi về dọn nhà ở nhà, dọn dẹp ở nhà nữa. Thì chị có đi du lịch ở đâu không? Những ngày lễ Tết cũng không có đi du lịch luôn. Không, thường thường là chị đi chùa không à? Đi chùa ở miền Tây, là đi ở Bảo Lộc, đi chùa. Vậy ha. Nhưng mà rồi chị có ăn chay không? Ăn chay ngày ngày rằm với mùng một thôi. Đi chùa vậy cũng được, có thấy ta thanh tịnh ha, tâm hồn nó thanh tịnh á. Chị có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Giống như là chị thích anh ấy tính tình phải như thế nào hay là sao không? Chị thì không có đòi hỏi điều kiện gì hết, nhưng mà tự nhiên lúc mà nói chuyện thấy hợp thì nó hợp thôi, chứ giờ mình cũng không biết cái điều kiện gì để mình nói. Tình cảm. Hỏi cho có lệ thôi chứ. Nhiều khi mình đặt ra cái khuôn mẫu nhưng mà nhiều khi không phù hợp. Những người như đúng thế rồi. Không cảm thấy nói chuyện không phù hợp với mình cũng không được. Phải nói chuyện phù đúng hợp rồi. Với mình mới được. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này là chị cho em ăn đám cưới ha. Hy vọng. Rồi sau video này hồi nãy giống như em nói đó, các anh xem video á, thì sẽ xin số điện thoại của bên chương trình sẽ cho số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị. Rồi sau video này chị phải coi nhiều video, thích anh nào ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy nha. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt, nếu mà ở Việt Nam thì mình có thể gọi trực tiếp được, không cần phải gửi tin nhắn. Còn nếu mà ở nước ngoài thì mình phải gửi tin nhắn trước, tại vì giờ giấc khác nhau á. Và nhiều khi giờ này phải sáng bên em nè, là người ta bắt đầu người ta đi làm vô sở làm hết rồi, mình gửi tin nhắn người ta cũng không trả lời mình liền được, mình phải kiên nhẫn hả chị. Rồi khi tìm hiểu phải cẩn thận về tài chính của mình, rồi với lại nếu mà điều gì mình cảm thấy mình thiệt thòi thì mình không có nên làm, tại vì mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình ha. Rồi chị chào khán giả giùm em ha. À,
Em xin chào tất cả các anh chị em mà xem video ạ. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe ạ. Xin chào Uyên Bình.